Tử vi tháng 1 năm 2022 của tuổi Tỵ với chủ đề tiểu nhân rình rập, cẩn thận mọi bề. Xem tử vi tháng 1 âm lịch năm 2022 của tuổi Tỵ thấy rằng thời điểm này bản mệnh phải chịu nhiều khó khăn và áp lực trong công việc. Bạn cần giữ trạng thái lạc quan, tích cực, không nên đầu hàng trước khó khăn, đồng thời tìm điểm tựa ở những người thân thiết nhất. Và trước khi bước vào nội dung chính, quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Dù bước sang năm 2022, nhưng người tuổi Tỵ đã phải đối diện với nhiều khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Bạn cần giữ trạng thái lạc quan, tích cực, không nên đầu hàng trước khó khăn. Dưới tác động tiêu cực của cục diện tương hại và tương hình, bạn sẽ luôn cảm thấy mình phải gánh chịu quá nhiều áp lực muộn phiền. Thời điểm này, các mối quan hệ xã giao có dấu hiệu đi xuống, bạn dễ bị tiểu nhân ngầm tìm cách ám hại, khiến thị phi liên tiếp xuất hiện, lại thêm công việc vất vả. Bạn phải gánh vác công việc cho nhiều người nhưng chưa chắc đã được báo đáp tương xứng. Cần cẩn trọng, kẻo làm sai, bạn lại sẽ bị phạt. Vì công việc khó khăn nên đường tài lộc cũng khó lòng phát triển. Thời điểm này bản mệnh dù thiếu tập trung vào nhiệm vụ chính của mình và đặc biệt phải tập trung cao độ để có thể hoàn thành tốt. Bạn trở nên suy nghĩ đến việc làm thêm hoặc can thiệp vào vấn đề của người này người khác mà chảnh mảng công việc đem lại nguồn thu chính cho mình. Hãy cẩn thận, bởi việc làm xảy ra sai sót bạn sẽ phải đền bù bằng tiền của chính mình đấy. Thật đáng mừng là tình cảm có ít điểm sáng nếu so với hai phương diện sự nghiệp và tài chính. Dù vợ chồng bạn vẫn khó tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, nhưng đến cuối cùng hai người đều sẽ hiểu và tha thứ bao dung cho nhau. Người độc thân nên mở lòng ra và chú ý quan sát để biết ai là người thật lòng với mình. Có lẽ đây là khoảng thời gian bạn cần một điểm tựa đấy. Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2022 của tuổi Tỵ luận về sự nghiệp. Nhiều rắc rối đổ xuống đầu trong tháng đầu tiên của năm mới, đòi hỏi người tuổi Tỵ cần thật sự tập trung cho sự nghiệp của mình. Bạn trở nên chán nản, bỏ cuộc, bỏ trốn tránh không phải là giải quyết vấn đề. Hãy dũng cảm đối mặt với mọi chuyện, rồi dần dần bạn sẽ tìm ra cách giải quyết và trở thành người có bản lĩnh hơn. Theo tử vi tháng 1 âm lịch năm 2022 của tuổi Tỵ, cục diện tương hại cảnh báo bản mệnh nên cẩn thận trong quá trình kết giao với người khác, trở nên tin theo lời điều tiếng của người ngoài. Hãy chú ý đến cách cư xử của bản thân cũng như không cố tình nói những lời xúc phạm hoặc gây tổn thương cho người khác. Làm được những điều này, bạn có thể giúp bản thân tránh được nhiều mâu thuẫn, thị phi do kẻ tiểu nhân ngấm ngầm tìm cách phá hoại. Con giáp này dễ phải làm việc lao lực vất vả hơn so với khoảng thời gian trước đó do phải chịu tác động của tương hình. Dù bắt tay vào làm công việc gì, bạn cũng thấy khó khăn, trắc trở bởi những sự cố xảy ra liên tiếp. Lại thêm việc không có ai giúp đỡ nên bạn làm gì cũng phải dựa vào sức chính mình, khiến công việc vốn đã không thuận lợi lại càng tiến triển một cách chậm chạp hơn. Bạn cần phải tự tìm cách khích lệ, động viên bản thân mình, đừng đầu hàng trước số phận, đồng thời cẩn thận làm việc để tránh sai sót lại bị người ngoài chỉ trích, phê bình. Tuy nhiên, tử vi tháng này thấy rằng tháng đầu năm không chỉ những điều đen đủi, trên thực tế thì các tinh thiên đức và thiên vu vẫn sẽ đem lại nhiều trợ lực cho bạn. Bản mệnh nên cố gắng phấn đấu không ngừng, tận dụng điểm mạnh của bản thân để có thể tìm cách biến thách thức thành cơ hội, khẳng định giá trị và vị thế của mình. Bạn vốn là người thông minh nên không lý nào lại đầu hàng trước khó khăn được. Luận về tài lộc của tuổi Tỵ trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Tình hình tài lộc của những chú rắn khá ảm đạm trong khoảng thời gian này, chủ yếu là vì công việc
gặp phải nhiều khó khăn, cản trở. Nhiều kế hoạch lớn lao của bạn không được tiến hành ngay lúc này mà nên lùi sang một thời điểm khác thích hợp hơn để giảm thiểu những sự cố không đáng có sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Cục diện dần tị tương hại cho thấy kẻ tiểu nhân đang tìm cách nhăm nhe để hãm hại bạn, đẩy bạn vào đủ loại thị phi rắc rối. Vì thế bản mệnh cần phải cẩn thận khi kết giao với người khác, không nên nghe theo những lời xúi dục bàn tán một chiều. Trước khi ký kết hợp đồng, cần kiểm tra lại kỹ các điều khoản để tránh những thiệt hại không đáng có về tài sản trong tương lai. Dưới tác động xấu của cục diện nguyệt lệnh lâm tuyệt, bản mệnh cũng sẽ cảm nhận được sự bấp bênh trong công việc, đặc biệt là với người trẻ tuổi. Nếu có ý định thay đổi công việc vào thời điểm này thì bạn nên dành nhiều thời gian để rèn luyện bản thân, làm quen với vị trí mới. Nhiều khả năng bạn sẽ cảm thấy rất vất vả vì không được ai giúp đỡ, nhưng đừng vì thế mà đầu hàng nhé. Ngoài ra, bạn cũng đừng vội vàng đặt kỳ vọng vào tài chính trong thời điểm này. Dù làm công việc gì đi nữa thì cục diện tương hình cũng khuyên bạn nên tập trung vào nhiệm vụ chính, tránh làm ham kiếm tiền mà bỏ thêm thời gian cho các công việc tay trái, tự mình đẩy vào tình trạng lao lực mà cuối cùng thì kết quả đều không được tốt. Luận về tài gia đạo tình duyên của tuổi Tỵ trong năm 2022 tháng 1 âm lịch. Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2022 của những chú rắn cho biết rằng dù vướng phải nhiều khó khăn trong sự nghiệp tài chính, nhưng may mắn là phương diện tình cảm gia đạo của bản mệnh lại có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Tần suất những cãi vã hiểu lầm giữa đôi lứa có dấu hiệu giảm rõ rệt trong khoảng thời gian này, nhờ vậy mà bạn cũng cảm thấy nhẹ nhõm và được an ủi nhiều. Với các cặp đôi, dù bạn và người ấy đôi khi vẫn sẽ xảy ra tranh chấp, nhưng hai người đã dần biết cách đặt mình vào vị trí của đối phương nhiều hơn, nhờ vậy mà mọi khúc mắc sẽ trở nên nhanh chóng tháo gỡ. Thậm chí thông qua những lần mâu thuẫn như thế, hai bạn lại thêm hiểu và trân trọng nhau hơn. Hãy chú ý đừng để kẻ tiểu nhân xuất hiện ly tán mối quan hệ. Cả hai bạn và người ấy đều nên học cách tin tưởng vào đối phương nhiều hơn và bỏ ngoài tai những lời bàn tán ra, tán vào. Khi có vấn đề phát sinh, hai người hãy bình tĩnh để cùng nhau thảo luận và tìm cách khắc phục vấn đề, tháo gỡ hiểu lầm. Với những người còn độc thân, bạn có thể được giới thiệu cho một vài đối tượng triển vọng và việc có thể phát triển mối quan hệ thành tình cảm hay không hoàn toàn nằm trong tầm tay bạn. Con giáp này nên mở lòng mình ra và cho người khác cơ hội tiến lại gần bạn hơn. Trong giai đoạn khó khăn này, có người chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, bạn cũng sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Luận về sức khỏe của tuổi Tỵ trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2022 của tuổi Tỵ cho biết rằng vì thường xuyên phải bôn ba vất vả trong công việc nên tình hình sức khỏe của người tuổi Tỵ không được tốt cho lắm trong tháng đầu năm mới này. Tinh thần chịu nhiều áp lực nên bạn cũng thường xuyên cảm thấy bi quan, tiêu cực, muộn phiền. Lúc này bạn nên ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành nhiều hơn, tâm sự với những người đáng tin cậy nhiều hơn để có thể được tháo gỡ vấn đề. Khi cơ thể cảm thấy mệt mỏi quá mức, bạn cũng không nên tiếp tục hay bắt ép bản thân mình làm việc. Hãy dành thời gian để nghỉ ngơi, phục hồi thể lực. Khi tinh thần minh mẫn, tỉnh táo, bạn cũng cảm thấy đủ sức lực để khắc phục các vấn đề. Sau đây là cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tỵ trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. 1. Tuổi Quý Thủy. 1. Tuổi Quý Tỵ, mệnh Thủy, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết. Làm việc vất vả, không nhận được sự giúp đỡ của người khác. Quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Hợi, tiểu nhân tuổi Mão, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu xanh lá, màu đen. 2. Tuổi Ất Tỵ, mệnh Hỏa, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết. Hãy chú ý kẻ tiểu nhân, đừng nên cả tin, đẩy mình vào rắc rối. Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Hợi, tiểu nhân tuổi Dậu, tuổi Thìn, màu sắc may mắn, màu tím, màu hồng.
3. Tuổi Đinh Tỵ, mệnh Thổ, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô. Khẩu quyết: chuyện làm ăn không thuận lợi, cần cẩn thận khi ký kết hợp đồng. Quý nhân phù trợ: tuổi Mão, tuổi Sửu, tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Mùi. Màu sắc may mắn: màu trắng, màu đỏ. 5. Tuổi Kỷ Tỵ, mệnh Mộc, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương. Khẩu quyết: vợ chồng dần biết bao vung cho nhau, mâu thuẫn giảm thiểu. Quý nhân phù trợ: tuổi Tý, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Hợi, tuổi Dần. Màu sắc may mắn: màu cam, màu đen. 5. Tuổi Tân Tỵ, mệnh Kim, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm. Khẩu quyết: sức khỏe suy giảm, cần chú ý sinh hoạt điều độ hơn. Quý nhân phù trợ: tuổi Mùi, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn: màu trắng, màu đen. Cảm ơn tất cả các bạn và quý anh chị đã lắng nghe và theo dõi bài luận tử vi tháng 1 âm lịch năm 2022 của tuổi Tỵ. Nếu thấy video hữu ích, quý anh chị và các bạn đừng tiếc like, comment và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đồng thời đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Xin kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.